đẩy liền vang công nghệ số D68S được nhập khẩu chính hãng từ AB Pro, hiện tại đang là một trong những phiên bản đẩy liền vang đã được trang bị rất là nhiều những tính năng và công nghệ hiện đại. Hiện tại mẫu model này đang có giá là 8.500.000 đồng, phiên bản màu đen với thiết kế cực kỳ là sang trọng. Mặt trước là một mặt nhôm phay với hai volume chính ở hai bên, một volume music và một volume mic. Chính giữa là một màn hình để hiển thị đầy đủ những giải tần và những cái thông số của đẩy. Về phần kết nối và những đường tín hiệu ra của đẩy, phiên bản này thì nó sẽ cho 4 cổng ra loa và công suất cực kỳ khủng, công suất mỗi cổng lên đến 800W, đầy đủ những đường tín hiệu kết nối như là cổng quang, Bluetooth và USB. Đường cổng quang và đường AUX 1, AUX 2 thì sẽ ở đằng sau, và đường hai đường kết nối bằng những tín hiệu từ xa như là Bluetooth hay là đầu lọc USB thì sẽ được tích hợp ở đằng trước. Jack cắm mic, và đặc biệt phiên bản này thì đã được trang bị riêng một phần cắt súp, một đường cắt súp có hai volume, một volume to nhỏ và một volume cắt tần số từ 40 đến 150Hz. Hai đầu cắt súp bằng jack hoa sen. 4 cổng ra loa và quạt tỏa nhiệt. Công suất rất là lớn, và chế độ bảo hành của phiên bản này thì sẽ được hãng hỗ trợ bảo hành trong vòng 24 tháng. Phiên bản nhập khẩu chính hãng AB Pro có tem chống hàng giả. Trong đó có logo, mã QR và trang web của công ty. Khi bật nguồn của đẩy lên thì nó sẽ hiện logo của thương hiệu rất là to, cực kỳ là đẹp vào màn hình. Và màn hình chính thì sẽ hiển thị đầy đủ những cái giải tần từ 90 đến 8,5kHz. Hai tính năng, hai chế độ để các bác lựa chọn để hát karaoke và nghe nhạc. Những tính năng kết nối như là cổng quang này, Bluetooth hay là USB thì sẽ được lựa chọn và tinh chỉnh trong phần input. Hai tính năng đầu lọc USB và Bluetooth thì sẽ được tích hợp riêng thành hai nút riêng để các bác có thể lựa chọn dễ dàng hơn. Phía dưới là những phần chỉnh tô viết hai cạnh như là echo effect, có đầy đủ delay này, repeat, bass trung chép và hai phần chỉnh tổng của mic và music, hai phần chỉnh bass trung chép của mic và music. Jack cắm mic thì sẽ có cả đằng trước và đằng sau nhé, và công tắc bật tắt nguồn. Màn hình chính thì hiển thị rất là đẹp khi các bác chơi nhạc. 8.500.000 đồng cho một phiên bản đẩy liên vang công nghệ số được nhập khẩu chính hãng TAB, một trong những dòng đẩy có chế độ xử lý âm thanh cực kỳ là hay. Và đặc biệt hơn, phiên bản này đã được trang bị tính năng chống chập chống cháy và đã được trang bị thêm đầu giải mã, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Những công nghệ cực kỳ là đẳng cấp AB đã được trang bị vào cái phiên bản D68S này, tem niêm phong này, tem chống hàng giả đầy đủ. Bạn nào có nhu cầu quan tâm tìm hiểu và tham khảo kỹ hơn về dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo số điện thoại 0967 345 155 để bên em tư vấn và giúp các bác đặt hàng.